Alo, vừa về được một thùng kem đánh răng của Mẹo. Đây, đi về một thùng nha, về ở bên Mỹ luôn. Đây. Anh em nào dùng thì liên hệ nha. Thùng còn có 10 thanh thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Còn cái số này là người ta mua rồi. Nó có hai loại. Loại lớn á là 120.000 một tiếp. Loại nhỏ là 100.000. Ở đây được bao nhiêu? Cái loại này là 153g. 153g. Nó có hai loại đây nè. Đây nè. Cái này của PC đàng hoàng ha. Cái này là 121g nè. Của BNC nè. Đó, anh em cái mã số của Mỹ nè. 03. Em về được có nhiêu đây thôi đợt này ha. Đây BNC nè. Rồi, thành phần. Cái ống này là 100.000 một ống, 500.000 một lóc nha. 5 xị một lóc. Còn cái lớn này là 6 xị một lóc. Em về được như đây nha. Anh em nào mua thì hú ha.